Sáng nay, Quận ủy Thanh Khê phối hợp với Học viện Cán bộ Quản lý Xây dựng và Đô thị thuộc Bộ Xây dựng tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề về quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng và phát triển đô thị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý tại địa phương. Chuyên đề sẽ tập trung vào các nội dung trọng tâm gồm tổng quan về phát triển đô thị, quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, nông thôn, quản lý phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường trên địa bàn các quận, huyện, quản lý trật tự xây dựng đô thị, những vấn đề về vốn, chính sách và giải pháp về vốn cho xây dựng phát triển đô thị, báo cáo đồ án quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng. Thông qua đó, cung cấp bồi dưỡng các kỹ năng nghiệp vụ để đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý tại địa phương ứng dụng trong công tác quản lý, tham mưu, điều hành hiệu quả về quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng và phát triển đô thị, đáp ứng được thực trạng và tốc độ tăng trưởng đô thị hóa ngày càng nhanh tại thành phố Đà Nẵng.